Hả? Trời ơi. Mày đứng yên cái tay đi. Quả 70 hả con? Dạ. Bán hàng qua trước đi, rồi luôn. Đi một cưới tưởng là bán hàng. Đi đi. Kỹ tầm lâm. Hai ba chị được, hai ba chị được. Là một chậu không, một quả trước không? Rồi, một chậu không, một cây quả, 20 được. 90 nha kia. 90 nha bôn. Cầm nè. Để ý cái rổ nè. Rồi. Để cái món này đã lỗ rồi. Có con có quả để trong. Rồi cháu con 20 này với 70 là 9 nè. Rồi là lè lên giùm rồi. Rồi đi rồi. Tọt con tọt chỗ đúng không? Rồi đúng rồi. Đi rồi. Rồi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xương một chỗ mắt chào đăng ngoài bay với chuẩn bị nước mắm đường của người ta hết rồi nha. Quái 70 nè. Một quái 70. Một chậu phẩm hả bố? Dạ dạ. Hai chậu phẩm chứ. Hai chậu phẩm. Cái bác sĩ đi ngủ nha, bác sĩ đi ngủ. Quá nè. Dạ một. Bưng 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 bưng. Một hộp cẩm giò. Mang về hả? Dạ, cộng hai cái chả. Để chả ra đi. Chú có tiêu không chú? Đầy đủ có giò hay không giò? Giò, giò. Đây nè. À, có anh đi có giò. Còn giò, còn không có giò. Chào vừa mang về. Còn hai cái chào. Cho anh đi giá hành. Được rồi. Quán bày. Dạ, anh không có giò hay đi rồi. Thank you.
trộn không vào cái đinh bắp về. Dạ. Không thế không trộn. Không à, không không tạt nha. Thank you.
quá. Thank you.
cái đó quanh nhà ông, quanh này quanh nào quanh bằng sáu không có đi cây nhỏ ít công an thêm miếng nữa đi con, thêm miếng đi con, màu trắng á tái bằng vàng. Bè sụng đuôi, bè sụng đuôi nè con, chúng ta với bè sụng đuôi. Ủa có đuôi thấy chưa đó, bè sụng đuôi rồi đó. Rồi bè sụng đuôi, lần ba cái gì này bánh thêm nữa, bè sụng đuôi nè con. Con sáu rồi, bè sụng đuôi, con bè sụng đuôi con ấy. Đó, đó bè sụng đuôi đó. Không biết con mi nó theo đó. Con đang sáng là ba cái đuôi. Ai làm gì? Thấy nó theo đi. Ba cái đuôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chung luôn hả? Kiếm dơm nè, sao để chung ơi đi đi gọi nửa kiếm lá đúng không? Đây hai chục bò, năm chục cội, năm chục ngàn lá nữa. Ba tổ chức đã hội tụ thông báo cho nhau cơ đồ được phát hoàn toàn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi tin tới đại dịch phòng chống dịch tham quan với tình hình hành vi móc túi, vận chuyển hàng, đặc biệt là phải đi động, tham gia với tốt tiền, được sự giúp đỡ bảo vệ động, tham gia với các trường cao đẳng giá, chủ động từ những việc kiểm tra bảo vệ.
ban tổ chức lễ hội thông báo yêu cầu các gia đình tham gia lễ hội đảm bảo lễ hội không xuất bản tương đối khi thực hiện công tác phòng chống dịch. Ban tổ chức có bố trí bàn ghế tại khu vực an toàn. Xin cảm ơn. Ban tổ chức lễ hội thông báo yêu cầu các gia đình tham gia lễ hội đảm bảo quy định của lễ hội không xuất bản tương đối khi thực hiện công tác phòng chống dịch. Ban tổ chức lễ hội thông báo. Cắt mẹ lên luôn không chị? Cắt mẹ lên luôn không? Bỏ mẹ lên không? Các bạn đừng bỏ nước bóng nha, để đem cái mẹ lên bóng nhí nha. Hấp 4 trái 20 ngàn, hốc vàng.
Em nói lấy đôi đũa cái cho anh nha. Thank you.
Thank you.
tiếu vậy anh ơi. Thank you.
cho em cái tèo riêng. Rồi.
chấm tổng cá đi. Chuẩn bị cái này mình khác nữa. Cứ bình tĩnh. À đây. Để chia cái này ra mình xài đó.
đầu tiên không? 2-3 đầu tiên không đây? Còn cái là 250 không anh ơi, anh Trung ơi? Đi ship à? Thôi em gọi trước cho đi ship nhá. Con kia giáo dầu là vừa. Rửa đi ship này.
nhớ trẻ nha. Rồi mấy bé ăn gì nói chị làm cho cơ. Làm có một con gỏi cuốn với lại cuốn. Dạ có một phần. Cô gửi cho con. Con gỏi cuốn với thằng bún bánh nem. Cái này 50 ngàn đúng không con? Cái đó 60, con ăn tương mấy 50, còn con ăn mắm là mắc hơn. Tại mắm con mắc quá đó. Không, giá không về tháng mấy rồi đó. Cái này là bún nè. Mỗi lấy cho con bốn cuốn thôi. Bốn ăn... cuốn mắm là bao nhiêu? Bốn cuốn mắm là anh bỏ vô cái tập này dùm em. Bốn cuốn mắm hả? Bé đưa cuốn tám lần, lấy bốn lần thôi, chị bớt bé đi. Anh bỏ hộp này dưới dùm em anh. Đứng đây. Rồi, ở nhà em là 115 cân. Cái này bánh mì.
bạn ơi, mang tiền đâu rồi? Đang tiêm cho cưng đó bạn. Cưng là cái này hai cái, cô lấy ba, cái này hai cái, đưa cô chăm cưng. Thấy nói chị mới biết. Dạ. Hấp này nữa không? Anh có hai cái cua lên không anh? Chưa chưa, hấp này đâu. Dạ, không không. Anh ăn. Dạ. Rồi, có con là chỉ có bốn ăn đó nha. Thấy được. Dạ, mắm thì bình thường. Ít quá là nó thiếu. Thiếu ăn mắt ngon. Được chưa? Dạ được. Rau gì nè, không cho nó mát rồi. Rồi, của mình 50 thôi. Chị bán ta là 50. Em ăn cay được không nè? Giấc ốc trái rồi bóp nhiều quá ăn. Gỏi là phải ăn hai nước. Dạ. Một mắm nêm, một nước mắm chan vô nó làm gỏi Thái cơ, nó mới ngon. Dạ. Chứ nước mắm không thì mình ăn hoài à, ăn gì cho nó lạ miệng. Bỏ đủ thứ nè. Cũng ngon đấy, ngon, 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 ngon
rẻ rẻ đó. Chứ đúng rồi. Đúng lớn hơn à. Cái gì lớn hơn anh đấy. Mà hột đất mà chị mua trúng cái hột non mà ăn ngon, có hột già nó cứng lắm. Đông lắm. Thank you.
vuông. Hãy lên đi rồi. Đã tính qua chắc xuống rồi. Đã tính qua chắc xuống rồi. Hãy lên đặt bản đi chết này. Sẽ lên đi qua này. Cái này vừa nó được mở. Bộ điên của chú hả? Bánh tí, kẻ lên. Cái này là nó có hộp, cái màu đó, kiểu đó thì nó đậm đậm hơn.
Nhìn giống ăn buffet thiệt á. Em nói chuyện muốn ta đá gì mà chị biết là đó là dở. Hello.
đúng rồi, một lát thôi á chị sẽ có đô này, có đô này chị sẽ kêu đô này á chụp hình lại tất cả những cái bàn của tâm, nó sẽ bao gồm luôn một bàn và tất bàn ra là nó sẽ tổng cộng maximum nếu chị đếm không lòng là 7 cái bàn, cho trong ba ngoài một là 7. Alo. Rồi cứ làm bình thường đi. Mấy mày làm. Nói mẹ em đang tạo chiến riêng. Cô cứ
làm đi nhanh con. Dạ. Số tháng 2. Số 6 hả? Số 6 hả? Chị không lấy dao dăm đúng không chị? Còn bịch đầu này, bịch đầu của anh không anh? Chim cánh rụt mình lấy cái gì? Bán cho lòng với... cánh mình lấy cánh lớn cánh nhỏ. Bán cho lòng với ruột đi con. Cánh nhỏ rồi. Bộ lòng với ruột. Lòng cùng mình ăn nhiều tô mình lấy nhiêu chị? Lòng nhiều. Bộ 20. Bán lại. Nó là cặp 3 năm. Đây cánh nhỏ là cái dưa quê anh. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Lấy gấp môi lên 5 cặp cánh nhỏ nè. Hai bộ lồng. Cái rồi còn 4 cái nữa. Rồi lấy lại cầm lớn đi. Lớn hơn chút. Cặp này là 35 nè. Rồi. Cho nghe nhiều này đúng không?
rồi. Quỳnh tổng là 180. Cứ chấm nha, cái này vô cái. Cái giò ngon nó bao ở 10.000. Rồi, của anh mình là mua bánh mì là được. Rồi mình ăn cái gì là 20.000 một vàng. Dạ rồi. Đừng cái nước chút xíu rồi đừng lấy vô dâm nha. Rồi mình ăn gì chị ơi? Rồi mình lấy gì nữa chị? Đó rồi.
Mấy câu vậy? Là ghế chào lưu lên trong gọi nước. Hello.
thái mày ơi. Hồi đó còn đông hơn nữa hả chị? Dạ. Thank you.
không có đâu ha, cái này là review đồ ăn